Bây giờ xin mời quý vị bà con mình nghe một bút ký chiến trường của Trần Xuân Thành, ông mụ vườn. Cơn nắng gay gắt như một chảo lửa úp lên đầu đoàn người hỗn loạn trên quốc lộ 1. Chạy một chiều hướng về Bình Định, trận chiến đã thật sự bùng nổ tại Phú Mỹ. Sau hơn một tháng, dân quê sống trong lo âu hồi hộp từng giây từng phút, khi một số đơn vị của Việt Nam Cộng Hòa vì nhu cầu bảo tồn lực lượng đã tạm thời rời khỏi Tam Quan và Bồng Sơn. Tất cả các đơn vị quân sự tại Phú Mỹ, kể cả địa phương quân và nghĩa quân, đều nhất định quyết tử tại đây và không một ai di tản khỏi vùng giao tranh nếu còn đủ khả năng cầm súng, kể cả những người bị thương nhẹ. Các lực lượng bán quân sự như nhân dân tự vệ, các đoàn xây dựng nông thôn cũng tình nguyện ở lại tự thủ Phù Mỹ. Trước sự hăng say chiến đấu của quân cán chính, Trung tá quận trưởng Phù Mỹ đã phải phân vân. Nếu giữ tất cả ở lại chiến đấu thì mỗi tay súng trong lúc này đều cần thiết cho sự sống còn của Phù Mỹ. Thêm một tay súng là thêm một sức mạnh ngăn chặn làn sóng cuồng tín của cán binh Cộng sản Bắc Việt. Nhưng kế bên nhiệm vụ tử thủ còn một trách vụ khác quan trọng không kém là di tản ngót chục ngàn đồng bào vô tội ra khỏi vùng lửa đạn, nhất là để tránh đạn pháo kích 122 ly hay 82 ly của các cán binh Cộng sản bắn bừa bãi vào các khu đông dân cư nhằm khủng bố tinh thần của dân chúng. Có thể vì sợ bị đạn lạc, một số dân chúng không dám ra khỏi hầm núp và Cộng sản sẽ có một ít dân để kiểm soát. Nhưng thực ra, dân chúng ở miền quê đã có quá nhiều kinh nghiệm đau đớn với Cộng sản, nên hễ nơi nào có bộ đội Cộng sản thì dân chúng bằng mọi cách, mọi sáng kiến phải lọt ra khỏi vùng Cộng sản kiểm soát. Những đồng bào ở Phù Mỹ cũng như ở các nơi khác đều biết rằng chẳng thà họ chạy hoặc chết, hoặc may ra họ còn một con đường thoát hơn là họ sống trong sự kìm kẹp của bộ đội Cộng sản với trăm ngàn gông kiềng bó buộc, và họ biết rằng cuối cùng họ cũng phải chết dưới bàn tay sắc máu của Cộng sản. Cuối cùng, Trung tá quận trưởng phải cắt các đoàn xây dựng nông thôn có nhiệm vụ tản cư và bảo vệ đồng bào chiến nạn ra khỏi vùng giao tranh, chạy về quận An Nhơn. Liền sau đó, quận đoàn trưởng xây dựng nông thôn Phù Mỹ là Võ Văn Sử tập hợp các cán bộ xây dựng nông thôn của mình để tổ chức tản cư cho đồng bào ra khỏi vùng chiến tranh. Anh Võ Văn Sử sinh ngày 1 tháng 2 1938 tại Phù Mỹ. Con ông Võ Ngữ và bà Võ Thị Kính đã có vợ và 6 con. Anh đã gia nhập các lực lượng bán quân sự tại Bình Định từ năm 1965, đã giữ nhiều chức vụ chỉ huy. Anh Sử đã tổ chức cho các đoàn xây dựng nông thôn của mình, đưa dân chúng về vùng yên ổn. Trên đường nhựa quốc lộ 1, nắng cháy da chân, không làm cho đoàn người đi tìm sống, chùn bước mà còn thúc giục họ vội vã, đi nhanh hơn. Tất cả các phương tiện di chuyển đều được sử dụng, từ chiếc Honda đến chiếc xe đạp. Cả những chiếc xe bò chậm chạp cũng được tận dụng. Đồng bào di cư thì đa số là những cụ già lớn tuổi, tóc bạc da mồi, trong bộ đồ đen xơ xác đến các phụ nữ mặt mày hốc hác, cả những em bé thơ dại 5, 7 tuổi cũng phải dắt díu nhau trên đường chạy loạn hàng chục cây số. Dòng suối người đang chạy, bỗng nhiên có một phụ nữ trạc 30 tuổi có bầu gần ngày sanh, đang dắt 3 đứa con, đứa lớn nhất được 8 tuổi, đứa bé nhất mới 3 tuổi, ngã quỵ ngay giữa đường. Một cán bộ xây dựng nông thôn chạy đến xốc chị đứng lên, nhưng mồ hôi trắng chị vã ra như tắm, mặt xanh như tàu lá, buông tay dắt đứa bé 5 tuổi ôm lấy bụng trên hừ hừ. Bà ta kêu lên, đau bụng quá, đau bụng quá. Sau đó bà quỵ hẳn xuống đường, vài anh cán bộ nữa chạy lại, một anh nói, bà gắng đi một quãng nữa đi, sẽ có xe cứu thương đưa vào bệnh xá. Bà lắc đầu mệt nhọc,
mồ hôi từ những chân tộc trước trắng lại vã ra chảy dài trên gương mặt xanh xao đau đớn. Bà thều thào, đau bụng quá, chắc tôi sắp đẻ. Các anh cán bộ xây dựng nông thôn nghe như có một tiếng nổ dữ dội ở bên mình sau câu nói của bà. Họ nhìn nhau không biết làm sao giải quyết một trường hợp nan giải như thế này. Đẻ trên đường chạy loạn, đẻ lọt giữa đường giữa xá như thế này sao được. Vài phút sau, anh quận đoàn trưởng Võ Văn Sử từ ở trên chạy ngược trở lại xem xét. Qua kinh nghiệm của một người cha có 6 con, anh đã biết sản phụ này sắp phải sanh. Anh cho cán bộ kêu gọi tìm xem trên đường chạy loạn có một cô mụ hay một bà y tá nào để có thể đỡ đẻ hộ cho bà này. Nhưng không có một ai. Nhìn lại bà sản phụ đang thở dốc từng hồi, mặt anh Sử đã đen nắng, bỗng sạm lại. Cuối cùng anh nói với các anh cán bộ đứng chung quanh. Thôi, để tôi đỡ đẻ cho bà này vậy. Một anh gọi máy về xin cứu thương gấp, còn các anh phụ giúp tôi. Nếu để lâu mẹ con bà này có thể chết. Vài chiếc bông sâu được căng bội chung quanh người sản phụ. Một anh cán bộ đi cắt những tàu lá chuối ở bên đường lót lên một tấm bông sâu khác làm bằng đẻ. Anh Sự lấy một ít thuốc đỏ, gỡ băng cá nhân trên chiếc nón sắt xuống. Anh đổ nước trong bi đông vào chiếc mũ sắt rửa tay thật kỹ. Nước uống là thuốc khử trùng duy nhất tại Bảo Sinh Viện Lậu Thiên này. Anh Sự vừa rửa tay vừa nói với một cán bộ. Một anh đi kiếm một ít lá chùm rụm, lá chim chim để trị cầm máu. Còn một anh tìm một ít củ sả. Xin cho tôi vài lọ dầu nhị thiên đường hay khuynh diệp của anh em cho tôi. Chiếc lưỡi lê của anh Sử nhiều phen xông pha trận mạc. Giờ đây được hơ lửa khử độc và được sử dụng như một chiếc kéo cắt trúng đứa trẻ sơ sanh sẽ ra đời trong chốc lát. Anh Sử vận dụng trí nhớ trong những lần anh đón các bà mụ làng về nhà đỡ đẻ cho vợ anh. Trong những lúc đó anh phải giúp bà mụ như bưng nước, sức dầu và an ủi người vợ hiền đang đi biển mồ côi. Do đó đôi lần, anh có dịp quan sát bà mụ đã đỡ đẻ những đứa con của anh chào đời. Không ngờ trong đời có một chiến sĩ nông thôn, giờ đây anh phải làm một ông mụ bất đắc dĩ. Với đôi bàn tay đen đúa, rắn chắc và chai cứng, chỉ quen bóp cò súng, bây giờ phải khéo léo để đỡ một hài nhi ra đời giữa cơn lửa loạn. Trong phòng xanh phong sâu, hốt hoảng trời xanh ngắt lửa đỏ, anh Sự đã vừa đỡ đẻ vừa đổ mồ hôi ra ướt cả trán và lưng. Các anh cán bộ đứng ngoài vừa lo lắng vừa chờ đợi. Đoàn người tản cư vẫn hối hả đi tị nạn. Không ai còn kịp biết chuyện gì đang xảy ra ở giữa quốc lộ này. Bỗng có tiếng trẻ sơ sinh oa oa vang lên. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhờ hồng phúc, cho nên bà sản phụ bất hạnh kia, nhờ một phép lạ nào đó, anh Sự đã mang được đứa bé trai ra khỏi bụng mẹ. Tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ làm cho nước mắt của hai người chảy dài trên má. Nước mắt của bà mẹ chảy loạn, lẫn nước mắt chảy ra vì sung sướng của ông mụ bất đắc dĩ. Đứa bé trai đỏ hỏn cân nặng được 2,5 kg, được quấn lại bằng chiếc quần dài đen cán bộ của anh Sử tuột ra tơi tả. Những chiếc băng cá nhân, những lọ thuốc, những lá chùm rụm, lá chim chim, những lọ dầu khuynh diệp, dầu nhị thiên đường, chiếc lưỡi lê cắt trúng là đầu nghề của ông mụ đỡ đẻ lần đầu cũng sẽ là lần chót của một bác sĩ không học một trường Bảo Sanh nào. Vị thuốc người mẹ được uống đầu tiên sau sanh là nước tiểu của các em. Nhờ chạy loạn, một anh cán bộ xây dựng nông thôn đi xin đựng trong nắp đạn. Tất cả chỉ có vậy như đã giúp cho một người phụ nữ mẹ tròn con vuông. Lúc ấy là 13 giờ, ngày 6 tháng 6 năm 1972, giữa quãng giữa Bồng Sơn và Diên Khánh. Vài giờ sau, gia đình sản phụ được xe cứu thương đưa về Bảo Sanh Viện Quy Nhơn. Sản phụ bất hạnh kia tên là Liên, 32 tuổi, vợ một nghĩa quân quận Hoài Nhơn đã mất tích trong những ngày lửa loạn. Và bà Liên đã dẫn 3 con đi bộ từ Bồng Sơn khi về đến Quy Nhơn. Trong đời cán bộ xây dựng nông thôn Võ Văn Sử,
đạt có 4 huy chương bạc, 9 huy chương đồng, 2 xây dựng nông thôn, đệ nhị hạng, đệ nhất nghĩa vụ Bình Thuận. Đã từng hạ nhiều tên cộng sản Bắc Việt phải đi làm ông mậu vườn, thật là khó tin, nhưng nó đã có thật và xảy ra trên quê hương Việt Nam khói lửa này. Bài bút ký đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.